cuộc đua vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan cũng được nhiều cổ động viên chú ý. Tuy nhiên đáng tiếc rằng đội bóng này đã không còn cơ hội cạnh tranh vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vì để thua 1-3 trước đội tuyển UAE. Với thất bại này, đội tuyển Thái Lan đã nhận về nhiều sự chỉ trích và sự so sánh với đội tuyển Việt Nam. Theo đó, để thua trong trận đấu đêm ngày 7 tháng 6, nhiều cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự thất vọng và hướng sự chỉ trích về phía huấn luyện viên. Họ cho rằng tuyển thủ Thái Lan cần một huấn luyện viên người Hàn Quốc để giúp đội bóng cải thiện được phong độ như đội tuyển Việt Nam vậy. Theo đó, nhiều người nhận định trận thua vừa rồi lỗi là do huấn luyện viên, họ thiếu vắng nhiều trụ cột và không có thành tích tốt trong những trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, trước ý kiến này, cũng có nhận định khác chỉ ra rằng đâu phải cứ huấn luyện viên người Hàn là sẽ giúp đội bóng giành chiến thắng. Minh chứng rõ rệt nhất chính là đội tuyển Indonesia. Tất cả những ý kiến trên đều cho thấy một điều, chính là sự tài giỏi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi những chiến thắng ông mang lại cho nền bóng đá nước nhà Việt Nam là những điều quá tuyệt vời. Điều này cũng được phía đối thủ ông Shin Tae-yong công nhận. Hiện nay ông ấy cầm quân giỏi hơn và cũng đang dẫn dắt một đội bóng mạnh hơn. Ông Park là một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy rất được yêu mến ở Việt Nam, là một hình tượng người hùng tại Hàn Quốc. Qua đó có thể thấy, nhận định việc tuyển một huấn luyện viên người Hàn sẽ giúp đội bóng giỏi hơn như Việt Nam của cổ động viên Thái Lan cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi huấn luyện viên Park Hang-seo là duy nhất và khát vọng tìm kiếm một người như ông là điều không phải dễ dàng.